Sáng nay ngày 12 tháng 4 tại huyện Bắc Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tập trung vào những nội dung chính, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, quy hoạch, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất an toàn, liên kết sản xuất, tiêu thụ với phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi các cấp, ngành, hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Cũng tại buổi lễ, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Bắc Hà ký cam kết với chính quyền địa phương về đảm bảo an toàn thực phẩm. Huyện cũng tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm trên các tuyến phố và tại chợ trung tâm thị trấn, lan tỏa thông điệp đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới vì sức khỏe cộng đồng.